Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Tech Mắt. Mình là Hồng Nhi và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề, đó là Motorola vấp ngã và thành công trong năm 2017. Motorola, một thương hiệu có tuổi đời lâu năm và đóng góp được nhiều thành tựu lớn trong ngành công nghiệp di động. Kể cả cho đến hiện tại thì dù cái tên Moto cùng với logo cánh dơi, huyền thoại đã không còn mạnh mẽ như xưa, thì nó vẫn xứng đáng được nhận nhiều sự tôn trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đáng ghi nhận thì Motorola vẫn đang vấp phải những vấn đề mà chính bản thân họ cũng chưa thể giải quyết được trong một sớm một chiều để đưa thương hiệu đi lên, đặc biệt là các vấn đề về chiến lược sản phẩm của công ty. Dù đã về tay Lenovo một thời gian khá là dài, Motorola được biết đến với cú lội ngược dòng trong làng smartphone nhờ những mẫu điện thoại giá rẻ nhưng mà chất lượng tốt, được cập nhật phần mềm nhanh chóng trong thời gian ngắn. Khởi đầu với những chiếc như là Moto G nè, sau đó là Moto C và Moto E, thì hình ảnh Motorola đã từng được biết đến như là một phiên bản giá rẻ của dòng Nexus, tức là mang đến những trải nghiệm Android thuần khiết nè, gần như là nguyên gốc luôn. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là những mẫu máy rẻ nhất của công ty lại hầu như là không nhận được bất kỳ một bản cập nhật lớn nào cả. Trong khi đó thì đối thủ có cùng vị thế và đang cạnh tranh trực tiếp với Motorola ở phân khúc giá rẻ, đó là Nokia, thì đang thật sự rất là nỗ lực với lời hứa là sẽ nâng cấp chiếc smartphone giá rẻ của họ là Nokia 2 lên Android 8 trong tương lai gần. Cũng là vấn đề về cập nhật, nhưng mà ngay cả những dòng smartphone không phải quá rẻ của Motorola cũng đang gặp phải những cái vấn đề về lịch cập nhật. Chiếc smartphone tầm trung Moto G4 Plus được công ty ra mắt hồi năm ngoái cùng với lời hứa hẹn là sẽ nâng cấp lên phiên bản Android 8 Oreo, nhưng mà cuối cùng thì chiếc điện thoại này lại bị loại bỏ một cách khó hiểu khỏi danh sách cập nhật chính thức mà Motorola vừa phát hành gần đây. Hiển nhiên điều này đã khiến không ít người rất là tức giận, bởi vì khi mà chúng ta quay lại thời điểm một năm trước với mức giá là 250 USD, thì thực chất nhiều người mua chiếc G4 Plus chính bởi vì lời hứa hẹn là sẽ được lên Android 8 Oreo, chứ không phải vì những tính năng mờ nhạt mà thiết bị này đem lại. Còn nếu như là năm nay thì chắc chắn là họ sẽ chọn chiếc Nokia 6 còn hơn. Cuối cùng thì Motorola phải trấn an bằng cách là đưa G4 Plus vào danh sách được cập nhật chính thức. Nhưng mà điều này cũng không tỏ ra chắc chắn về thời gian mà công ty cập nhật là bao lâu, cũng như là khiến niềm tin của người dùng vào thương hiệu Moto ít nhiều đã bị lung lay. Một điểm khiến cho Motorola bị chỉ trích rất là nhiều trong năm nay còn nằm ở vấn đề về giao diện. Dòng điện thoại cận cao cấp Moto X từ những ngày đầu tiên ra mắt thì đã cực kỳ được tôn trọng khi mà công ty đã mang đến những cái trải nghiệm Android gần như là nguyên gốc và tạo được rất là nhiều cảm tình từ người dùng. Chính điều này thì đã giúp cho Moto X dù không bao giờ được trang bị một phần cứng mạnh mẽ nhất, nhưng mà nó luôn là thiết bị lý tưởng đem lại sự ổn định cùng với hiệu năng tuyệt vời hơn bất kỳ dòng điện thoại Android nào cùng tầm giá, cũng như là luôn được hứa hẹn nâng cấp lên các phiên bản Android mới nhất trong thời gian hỗ trợ. Tuy nhiên, về tay Lenovo thì mọi thứ bắt đầu xấu dần với Motorola. Chiếc Moto X4 trong năm nay thì vẫn được đánh giá cao về thiết kế và tính năng mà nó mang lại trong tầm giá, nhưng mà nó vẫn không được đánh giá cao về phần mềm cũng như là những thế hệ Moto X tiền nhiệm. Không còn những biểu tượng gốc của Android trên chiếc Moto X mới nhất nữa, cùng với một lô một lốc những tính năng riêng mà Motorola nhồi nhét vào giao diện. Nói một cách khác thì giờ đây, dòng Moto X đã thật sự bị mất chất. Và ít nhất là khi xét về cách mà Motorola đang làm với phần mềm của dòng thiết bị này, và là một nỗi thất vọng không hề nhỏ với những fan hâm mộ Android gốc. Vấn đề cuối cùng nằm ở chiến lược của Motorola trong phân khúc cao cấp. Trong khi bản thân mẫu điện thoại flagship trong năm nay thì đã thực sự mờ nhạt khi mà so sánh với những cái cú đột phá về thiết kế như là so sánh với iPhone 10 hay là Galaxy S8, thì công ty vẫn cứng đầu với chiến lược điện thoại xếp hình và kiếm tiền bằng cách là bán những cái phụ kiện Motomos với những cái giá cắt cổ, nhưng mà chất lượng thì chưa chắc là đã xứng tầm. Không rõ là liệu Lenovo có chiến lược dài hơi với dòng điện thoại cao cấp nhất của họ hay không, nhưng mà việc không cải tiến nhiều về thiết kế của Moto Z2 so với những chiếc Moto Z đầu tiên thì đã cho thấy là Motorola và Lenovo thật sự đang lâm vào thế bí và khó có thể cạnh tranh được với những cái thương hiệu khác trong cùng phân khúc của điện thoại đắt tiền. Hoặc là họ có thể đang cố gắng hoãn binh để duy trì mức giá đắt để lấy tiếng, để có thể làm nó để làm một cái bàn đạp để họ có một sự đổi mới hoàn toàn vào năm sau. Tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Chỉ biết rằng Lenovo đang thật sự ưu ái một cách tất tay với những đứa con Motorola lẫn cuộc chơi của họ trên thị trường di động, khi mà khai tử gần như tất cả những dòng điện thoại gà nhà mà họ có được trước khi mua Motorola về, chỉ để không phải lâm vào tình trạng cạnh tranh ngược với Moto mà thôi. Và có lẽ là trong năm sau thì chúng ta có thể thấy một bộ mặt hoàn toàn khác của Motorola trong phân khúc điện thoại cao cấp cũng nên. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên công bằng một chút, bởi vì chính bản thân Motorola cũng đang muốn cố gắng từng ngày. Trong năm 2017 thì công ty đã ghi nhận được nhiều thành công quan trọng giúp định hình thương hiệu của họ bằng một cái tên tốt về chất lượng và giá tiền.
Việc duy trì thiết kế lắp ghép của Motomoss đã là một lời khẳng định rằng Motorola sẽ tiếp tục đem đến sự khác biệt cho chính bản thân họ. Dù không quá nổi bật nhiều nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho người dùng dễ dàng nhận biết thương hiệu Motorola trong một rừng smartphone đang càng ngày càng chật hẹp và na ná nhau trên thị trường hiện nay. Dòng sản phẩm đầu bảng Moto Z2 của Motorola trong năm nay đã khiến cho công ty mỉm cười khi mà tự hào cạnh tranh hiệu quả với tất cả các thương hiệu khác về mặt hiệu năng. Chiếc Z2 Force với dung lượng RAM lên tới 6GB kết hợp với những phụ kiện tốt chỉ Motomoss mới có như là camera 360 độ nè, loa JBL hay là máy chiếu Instastre sẽ là những đồ chơi lý tưởng cho bất kỳ một tín đồ di động thích vật vạch và đam mê hiệu năng. Bên cạnh đó thì cũng có một số tính năng bảo mật hiệu quả như là MotoKey giúp quản lý tài khoản đăng nhập nè, cũng là một điểm nhấn về phần mềm mà Motorola đã làm được khi so sánh với những cái tên khác. Hoặc là những lựa chọn tầm trung như là Z2 Play cũng là cái tên tuyệt vời nếu như mà bạn muốn trải nghiệm sức mạnh của Motomoss trong một mức giá thấp hơn so với những cái thiết bị đầu bảng. Và cuối cùng, mức giá vẫn là điểm được nhiều người dùng đánh giá tốt về Motorola. Công ty không có ý định mang đến một cái cấu hình khủng trong mức giá thấp như là những cái thương hiệu Trung Quốc đang làm, mà thay vào đó thì tập trung về thiết kế nè, chất lượng, tính năng mà ít hãng nào dám đầu tư vào. Như là chiếc Moto X4 gần đây là một ví dụ điển hình nhất cho sự cố gắng một cách toàn diện của Motorola trong thời gian qua. Do đó thì có thể thấy là công ty đã dịch chuyển từ một thương hiệu tầm trung có thể mạnh về Android gốc nè, sang một cái thương hiệu toàn diện hơn cả về tính năng và chất lượng phần cứng luôn. Tuy nhiên thì có lẽ đây không phải là một lựa chọn tồi, đủ để luôn có được những cái đánh giá tốt trong con mắt của người dùng hiện nay. Và đây chỉ là ý kiến của Tech Mắt mà thôi. Còn các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này thì hãy cho Tech Mắt biết bằng cách là để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và nhớ là đăng ký kênh Tech Mắt của chúng mình cũng như là tham gia cộng đồng Tech Mắt Việt Nam để cùng chém gió nha. Còn bây giờ thì bye bye.